Viện Kế Toán xin chào. Chào mừng bạn quay trở lại kênh của Viện Kế Toán. Bạn đang bán hàng online. Bạn thắc mắc liệu bán hàng online cần đăng ký kinh doanh không? Xem ngay video này để có câu trả lời có hay không khi bán hàng online cần đăng ký kinh doanh. Kinh doanh online là lĩnh vực thu hút từ những bạn trẻ khởi nghiệp, là miếng đất màu mỡ cũng như cạnh tranh khốc liệt trong kinh doanh. Vậy có hay không khi bán hàng online cần đăng ký kinh doanh? Theo quy định của pháp luật, muốn kinh doanh hay buôn bán trên lãnh thổ Việt Nam thì tổ chức phải tiến hành đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, các quy định mới chỉ áp dụng cho hình thức offline hay một số website bán hàng thương mại điện tử. Còn quy định về người bán trực tuyến hay còn gọi là bán hàng online đơn thuần chưa cần thực hiện thủ tục này. Theo quy định pháp luật chỉ rõ, theo Điều 03 Nghị định số 39/2007/NĐ-CP, những trường hợp cá nhân hoạt động thương mại độc lập, thường xuyên, công việc không có địa điểm cố định thì không phải đăng ký kinh doanh. Theo Điều 13 Thông tư 47/2014/TT-BCT, các thương nhân trên tổ chức hoạt động trong lĩnh vực xúc tiến thương mại, có website cung cấp một trong các dịch vụ khuyến mại trực tuyến, sàn giao dịch thương mại điện tử, đấu giá trực tuyến, thì phải tiến hành đăng ký kinh doanh và đăng ký dưới hình thức sàn giao dịch điện tử với Bộ Công Thương. Vì vậy, theo quy định, người bán hàng online đơn thuần không phải đăng ký giấy phép kinh doanh. Mặc dù không cần đăng ký kinh doanh nhưng trong quá trình bán hàng online bạn vẫn cần tuân thủ các yêu cầu về thông tin, chất lượng hàng hóa dịch vụ, thực hiện nghĩa vụ thuế, tuân thủ quyền sở hữu trí tuệ, đảm bảo tính chân thực, minh bạch theo Điều 37 Nghị định 52/2013/NĐ-CP quy định. Trường hợp nào cần đăng ký kinh doanh khi bán hàng online? Về mặt pháp lý, kinh doanh online được chia thành 3 hình thức kinh doanh. Đó là kinh doanh buôn bán tự phát nhỏ lẻ, buôn bán theo hộ kinh doanh và thành lập công ty. Bán hàng online kiểu tự phát. Đây là hình thức bán hàng đơn giản, cá nhân kinh doanh vì vậy không cần đăng ký kinh doanh. Ở hình thức này bạn không cần thủ tục pháp lý rườm rà, tự bán tự hưởng và chịu trách nhiệm với hoạt động kinh doanh của mình. Hình thức này bạn không cần khai báo thuế cho cơ quan chức năng. Phù hợp với mô hình kinh doanh nhỏ lẻ, cung cấp một vài mặt hàng cơ bản. Tuy nhiên, nếu bạn có ý định phát triển lâu dài mà không đăng ký có thể sẽ bị cơ quan chức năng nhắc nhở, đình chỉ hoạt động nếu phát hiện dấu hiệu đội lốt kinh doanh tự phát để trốn thuế. Bán hàng online quy mô hộ cá thể. Đây là hình thức cần được đăng ký kinh doanh. Hình thức này sẽ được pháp luật bảo vệ, phù hợp với mô hình kinh doanh nhỏ lẻ, ít người, mặt hàng không nhiều. Thường sẽ kết hợp hai cửa hàng offline kèm online. Tuy nhiên, nếu kinh doanh hình thức này sẽ thiếu minh bạch trong việc đóng mức thuế cụ thể. Cá nhân kinh doanh chỉ cần đăng ký thực hiện ở Ủy ban Nhân dân cấp quận trên huyện là được. Bán hàng quy mô doanh nghiệp. Đây là hình thức kinh doanh chuyên nghiệp, bài bản với đối tượng khách hàng đa dạng. Cần đăng ký kinh doanh và được áp mức đóng thuế rõ ràng. Vì thế phải khai báo thuế thường xuyên theo tháng, theo năm. Nếu không thực hiện đúng quy định sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay. Hãy nhấn like và subscribe ngay hôm nay để không bị bỏ lỡ những bí quyết về tài chính, kế toán bạn nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.